Xin chào các tình yêu của CC. Các bạn ơi, CC muốn nói với các bạn một điều như vậy. Nếu mà các bạn xem video cũ quá đó, các bạn chụp hình lại đó, thì các bạn hãy làm ơn cho CC nhìn thấy cái số và cái tựa. Và nhất là cái hình là các bạn phải cho CC thấy cái này nè. Những cái này đó CC làm, CC điền thêm vào đó cực lắm các bạn ơi. Rất là cực luôn. Để điền được những cái số này với những cái video dài mà các bạn chụp hình á, các bạn không có cái số này cho CC. CC khó tìm lắm các bạn. Video mới thì ok, còn video cũ không cách nào mà có thể tìm ra. CC rất cần khi các chị em chụp hình cho CC. Thứ nhất là chụp rõ, cái thứ hai nữa là phải cho CC cái số nè. Và cái quan trọng là phải là cái video số mấy nữa các bạn. Chứ các bạn xem video cũ quá mà các bạn chụp cái hình cái các bạn cắt cho nó đẹp lại đó là nó mất hết trơn những cái đó làm sao CC tìm được áo đầm cho các bạn. Thành ra mong các bạn thông cảm nha. Lưu ý giùm CC, CC cần cái số và cái size. Và cái số ở trong video, cái này là cái quan trọng nhất để CC tìm lại những video cũ. Chứ bây giờ các bạn có chụp hình cái áo đầm không, CC tìm không ra đâu. CC có tới mấy ngàn cái lận, CC làm xong rồi là treo vào trong một cái phòng khác rồi, tìm khó lắm các bạn. Các bạn hãy làm ơn cho CC biết nha. Cái quan trọng là cái số, cái size. Và đây, cái video, số mấy. Nếu CC có đổi số thì CC cũng sẽ đọc được cái tựa. Ha, hãy giúp CC điều này mới tìm ra nha các bạn. Còn nếu không là không thể nào tìm ra đầm cho các bạn được ha. Rồi, CC cảm ơn cái tình yêu của CC. Các bạn thấy không? Khi nào mà CC ngừng xe lại một cái là CC cầm cái phone lên để làm việc với các bạn liền. Cho dù đó là 1 phút đồng hồ, CC cũng ráng cố gắng để trả lời các bạn. Chứ không phải là CC không trả lời đâu. Nè, bây giờ đang ở Walmart nè. Đi ra Walmart để nhận tiền của các chị em bên nước ngoài gửi qua cho CC đó. Nè, cà phê to go nè. Bánh mì không nè, bánh mì nè. Đó. Đói quá là như vậy thôi đó các bạn. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Mở máy lên xem liền luôn. Đi xe thét là mới có được cái màn hình như vậy. Đó các bạn thấy không? Không bỏ rơi các chị em một giây một phút nào cả. Nếu các chị em chờ lâu quá thì các chị em hãy nghĩ giùm cho CC một điều là CC đang lái xe hoặc là đang rất bận. Chứ đừng có trách móc ngày hôm nay nhận được một tin nhắn mà buồn không thể tưởng luôn. CC không phải như vậy đâu, tình yêu của CC ơi. Rồi, CC đi nha các bạn. Một vài phút chia sẻ để các bạn biết và chụp hình để ý giúp CC nha. Hai cái đó rất là quan trọng để tìm được những cái áo đầm, nhất là những video cũ. Cảm ơn các tình yêu của CC nha. Bye bye. I love you.